Ơi các bạn ơi, mình nãy giờ mình cũng cưa hết gần thùng bia các bạn ơi. Rồi anh này cũng ngáo ngáo, rồi anh này cũng phê phê, mà anh này anh bắt đầu anh lên đạo diễn cái chương trình là nó hơi cuộc thi là bắn bắn cò, là cái bờ trắng trắng bên kia đó. Anh nói giờ chơi là người bắn ba viên, ai bắn trúng thì ngưng, ai bắn hụt là bỏ 20k. Làm sao đủ thùng bia, đủ dĩa mồi để anh em là cưa bom là tới overnight cuộc sống được sinh nha các bạn. Bây giờ anh sư phụ Minh sư phụ action. Ôi, xe tới nó mắc cỡ quá à. Không có đâu, không có đâu. Rồi tiếp tục. Rồi anh này là anh bắn ghê lắm nha các bạn. Cái mục tiêu khoảng cách từ đây đó là khoảng là 25-30 m. Đó, cái bọc ngay chính giữa bờ hồ là khoảng là 25-30 m đây các bạn. Trời ơi, gõ này anh chưa sai chưa sỉnh mà anh lội bờ sông luôn các bạn ơi. Các bạn thấy ghê chưa? Thôi. Rồi, bắt đầu vô tính này action. Giờ action tính nè, tính từ đây đi, tính từ vị trí ở đây đi. Đây đây, ngay đây nè, đó. Bắn. Đứng đây. Đứng đứng từ đó. Đây đây nè, đây nè cái bịch này, ngay cái bịch nè. Đó, đó, đó là đây đó là khoảng thở coi. 5 10 khoảng 25 22 với 25 m đây các bạn. Khoảng 25 mét này các bạn. Đứng đây dạo vị trí. Mấy viên? 3 viên. 3 viên. Nhất nhì ba với đầu bắn 5 viên, bắn 5 viên rồi họ mình bắn trước. Rồi mình bắn trước á. Bắn 3 viên luôn á. Không. Bắn 3 viên hả? 3 viên trước. 3 viên, 3 viên. Người 3 viên. Ừ, nhắm kỹ vô. Rồi. Trời ơi trời, cách đó cũng khoảng 5 mét rồi mình. Hồi nay anh Minh này anh bắn ghê lắm nha các bạn. Thôi chết mẹ rồi. 30k. Thôi kệ đi được chứ anh bắn hay mà, trời ơi. Kỳ vậy ta. Cuộc sống là niềm vui. Đây mình quay full tay like các bạn, cái này full sumi nha các bạn. À nhắm lên chút xíu nữa. Ở chỗ một luôn á. Nhắm lên một chút xíu nữa mày kéo full lực coi. Nào các bạn anh này cũng mới chơi mà tham gia đu đeo nè, bắn full tay nè các bạn. 25 m đó các bạn. Ừ, hốt ba viên hụt nghe. Rồi tới anh Hải lại lội trong tem của mình nha các bạn. Gốc bắn gốc gì không anh em. Anh muốn bắn gì đó anh bắn đi. Đó là mục tiêu là đó đó nghe các bạn. Rồi cũng y mày luôn á mình ơi. Y chang luôn á. Ừ, y chang luôn, y chang mày luôn á, nhắm y chang luôn á. Gần trúng, gần trúng. Một viên nữa anh em. Còn viên nữa rồi á, rồi đó. À, hụt tới mình. Bây giờ tới shop anh Phương đẹp trai nè, thấy không? Sợ coi nè. Kỹ coi. Mình bắn các bạn ơi, mình hồi xưa bắn ngốc 90 quen rồi, giờ chuyển qua bóp 45 bắn chơi, để giờ mình cầm cái ná này mình đang test. Thôi lẹ đi mày ơi. Mình đang test cái ná này để mình trải nghiệm, để mình bắn theo kiểu sơ mi nha các bạn. 1 2 3 bắn. Hụt một viên. Là gần trúng rồi đó. Cái mít là mít mà gần trúng là gần trúng. Xém gì mít, mít là mít. Anh Minh làm gì anh bức xúc với anh Bình. Quay. Hụt. Gì má? Hụt. Chưa. Cái này có nhiều cái bóp quá. Trời ơi. Không phải. Chưa. Hụt. Trúng rồi, cái đó trúng tạt nước lên. Cái viên đó là ăn cò rồi. Tạt nước. Nè không? Rồi, tạt nước. Vậy hụt. Vậy là mình thua rồi các bạn ơi. Rồi vậy ăn là ăn quá, hai người ăn gian. Hết chục gian. Là ba người 60 rồi đó. Rồi 60 tiếp đi. Ắt sành đi. Cò kìa. Ơi khoan đừng có con cò nữa, tập trung vào chuyên môn. Tôi thấy con cò. Rồi bắn đi. Con cò cãi con cò. Cò đâu? Ừ. Mày nghĩ sao vậy? Trời ơi. Mày. Làm lại đi má ơi, tao đâu có biết gì đâu. Trời luôn. Tôi không có thấy. Làm lại. Thôi vậy tao bắn sao? Đây. Rồi, tôi bắn trước nha. Những người ta đang giờ bên kia. Rồi vô các bạn ơi. Chúng cò kìa. Người ta đang giờ bắn cò, đang bắn trúng là hụt là trúng nữa. Rồi vô các bạn. Cả 25-35 m các bạn. Ở mày làm gì vậy? Trời ơi trời. Ơi ơi. Kia hả? Đổi cái vị trí đi, bắn cái bông vàng vàng này dễ thấy nè. Bông gì vậy nào? Đó, ngay chính giữa đó. Đâu vậy? Tao bắn thử cái coi coi.
ngay chính giữa đó. Bắn cái đó đi. Đúng rồi đó. Là bài viên không? Rồi mà hết viên rồi đó. Bài viên. Ok quấn lại sao ấy. Rồi ok mày luôn. Bài viên á. Ờ các bạn ơi, ok với anh Hải không? Anh Hải ăn gian quá các bạn ơi. Hụt nha. Hụt một viên. Rồi. Thôi này bắn lượt này nữa nghỉ được rồi đó. Đâu có đâu, kết tia gọn dĩa mồi nữa. Ôi, hai viên. Bắn gì vậy? Bắn bên đây nè, anh bắn đâu bên kia. Bông vàng, tao thấy bông vàng nào chết liền á. Gỡ gỡ chưa, đừng có ăn gian, anh đừng có ăn gian á. Gỡ tới anh kìa anh Minh ơi, lẹ lên anh Minh ơi, ông ơi sư phụ. Kề lại anh. Minh sư phụ. Ông giọng á. Cái đó giờ giờ bây giờ ảnh giờ bắt đầu anh chạy qua anh để mà chạy lẹ luôn đi má ơi. Bắn cái lon. Chọi đi, chọi giữa đi. Mạnh lên. Ừ. Rồi giờ trở lại nha. Vậy nãy là người một ổng có bắn nữa, tôi bắn phạt à. Bây giờ đó bắn cái mục tiêu cái lon nha các bạn. Nhiều tiêu bắn cái lon nha. Cỡ đây đó khoảng là 15 17 mét gì đó, tầm đó đó. Rồi bây giờ làm lại nha. Nó trúng nghe cái bóp liền. Rồi. Trúng nghe tiếng động cổ này. Rồi anh vào vị trí luôn. Bây giờ anh này anh bức xúc quá, mình phải quay clip cho các bạn coi nè. Anh bức xúc dễ sợ luôn rồi. 20.000 rồi đó. Hay quá anh sư phụ ơi. Hãy mày, xíu nữa chú. Một bên. Các bạn ơi, anh này anh cũng ngáo ngáo rồi, anh có 4 năm lon à, 4 nhân 5 20 nè, ngồi chút xíu là 5 nhân 10 là 40 nè. Rồi các bạn bắn nha các bạn. Bạn anh này anh bắn full sơ mi các bạn. Cái gì vậy? Cái viên đầu mà nhắm đúng, cái viên sau nhắm trên á, mà nhắm dưới nữa xíu chú. Anh này hôm nay anh bắn cũng ngồi nhiều lắm mà giờ tê tê rồi, mục tiêu bắn biên 15 mét á, 15 đến 17 mét á các bạn. Chúc. Hay quá, chút xíu nữa trúng rồi. Rồi thêm là hai gạch nha em. Rồi tới anh Hải nghe. Rồi chút xíu nữa có thùng bia để nhậu nữa rồi các bạn ơi. Rồi. Ấy, chút xíu nữa trúng rồi. Anh này là ảnh mình đặt bên đó là anh Hải School nè. Đưa lên bắn liền nè các bạn. Chốt, ok, gì hát lát mày. Vậy biến trúng rồi đúng không? Ủa, anh em đúng không? Kệ nè, trời ơi, mà sỉnh rồi các bạn ơi. Tao 40 rồi, nó có 20 à. Chết con mợ nó rồi, trời ơi trời. Không lẽ mình bắn dở rồi sao? Mình chơi, mình bắn gốc 90 là trúng rồi, nhưng mà mình bắn 45 rồi các bạn. Càng ngày gió thổi càng xa, mất tiêu luôn rồi kìa. Trời ơi, thôi kỳ việc nó đi. Con cò. Mình cái này vô luyện này ăn cò nè. Trời ơi, chút xíu nữa cả trúng rồi. Tí niệm các bạn. Thấy không, thấy nước động không? Kế cái lon luôn đó. 15 mét, bây giờ hai mấy mét rồi. Rồi, mày trốn. Báo con đẻ luôn. Trời ơi. Sinh viên nữa coi. Sinh viên đúng không? Thôi nào bắn trước đi. Phan sinh viên nữa. Nó đâu mày? Mình bắn 45 nha các bạn. Hụt. Rồi. Bắn trước đi. Bắn... Giờ mình bắn trước nha. Ok. Vậy là anh Minh 40k. Ừ. Anh Hải 20k, mình 20k. Rồi. Bây giờ action dòng mới các bạn, làm sao để đủ cách bia, mình có 140 thôi, không có nhiều. 140 với con gà. Nãy giờ là bao nhiêu rồi? 40. Mới có 100 mà. 40 20 mới 80 mà. Trời ơi tiếp rồi các bạn. Ừ. Trời ơi cái lon xấu đi, đòn giờ này 20 mấy mét. Mày nói đi, mày nói nữa nó vô trong kia luôn đó, là con cò là có mốt có cò ăn. Hụt. Trời ơi xém chết hả? Ừ. Cò bắn cái này 2 mấy mét, cái này là mình ăn cũng 8-10 các bạn. Y hệt vậy luôn trúng. Đâu có tao chủ ná. Trời ơi phớt cái đầu nữa trời ơi. Xuống, trời ơi. Không sắp sửa 20k nữa các bạn ơi. Trời ơi. Ở đường tao ông nội bắn trúng nè, tao hỏi coi tao quay tao để vậy thôi vô hụt chắc. Tủm 20k. Trời ơi, 20k là 40k rồi nha. Phương anh Phương 40k rồi nha. Chết ngựa mình vòng 3 rồi mình thua rồi các bạn ơi. Rồi tới. Đâu? Đó cái lon bài gì tới đó rồi. Hả? Bị nghe cấp trúng không? Ừ, nghe cấp ăn tiền nha. Cái lon nó đang chạy mà các bạn. Chưa, hụt nha. Hụt. Từ cái vị trí có 15 mét mà 17 mét mà giờ nước nó chảy vô tới cái lon vòng trống rồi. Xém trúng. Xém. Giờ còn thấy cái lon. Ừ. Giống anh này chứ anh nhậu, anh tỉnh ghê lắm các bạn ơi. Anh này anh nhậu ghê lắm.
anh bắn ghê lắm, hút rồi xong rồi rồi hai người 40 rồi đó. Ê Hải mày lấy cái lon, ê Hải mày lấy cái lon kia mà thảy lại vị trí này gần gần đây coi. Cái chỗ này khó thấy lắm. Nè anh này à, ủa bắn sơ mi mà anh dịnh kéo kéo full lực luôn. Cái dây này dây bắn full tay luôn á mình. À, cái khẩu dây của mình á là 18-20-250 nghe các bạn. À, là dây của mình á. Gần trúng, hay hay hay. Cái nữa đạt tiêu chuẩn, anh này đạt tiêu chuẩn rồi các bạn ơi. Mình cái khẩu dây của mình cắt là 230 là đầu chạc là 20 mép dây 18. Trúng. Chúng vậy là hoài ha, là 20-40k không? Anh bắn trúng thì anh ơi thôi chụp cái lon gần gần đi. Lượm cái lon gần gần đi. Bắn gì ai bắn cho lại. Chúng trời ơi trời ơi bắn gì mà chúng mày. Chúng. Chúng. Nè hồi nãy mình cái này nè, hồi nãy mình cái này nè các bạn, mình đi ra sau cùng mà đi ra tốt về kia. Tại vì mình bắn dở mà rốt cuộc nạt cái chơi. Hãy đi action trước mày. Vô không? Vậy là có 120k, còn thiếu 20k nó đủ nguồn bi. Trước nha, từ từ 1 2 3 vô. Rồi anh này đâu mà anh linh sót linh anh Hải mốt đặt anh Hải là gì anh Hải sót gôn, anh Hải sót gôn nhìn cuối cùng nha. Sáu chục nha. Rồi tên mình mới 60 là vòng 3 là 60k rồi. Hay lắm mình ơi. Trời ơi trời ơi thằng anh Minh lâu lâu bắn mà anh Minh bắn ghê quá vậy ta. Cái đường bi thôi, chỉ nhín lên nhín xuống thôi mà. Đúng chính xác, bắn gốc 90 lên như vậy á. Nè anh này mới chơi các bạn, mới tham gia trong nhóm mà anh không chơi thôi, anh chơi cũng ghê lắm các bạn ơi. Hay. Chút xíu nữa trúng rồi. Xíu nữa. Ta 60k nữa. Ai. Mà nhắm cái viên này ngay cái chỗ vị trí như nãy nha. Giờ cái lon bia. Cái lon bia nó trả tới ngay vị trí mình mới vừa nhả đạn đó. Nè các bạn, anh này anh bắn nha các bạn, gốc 90 nha các bạn. Gốc 90 là gốc huyền thoại á các bạn. Rồi hốt, rồi tới mình nè, rồi xong đó. Ha ha, lại nhiều ta người 60k tới mình nè. Tới mình nha các bạn. Rồi. Mình bắn 90 là mình bảo đảm mình bắn không có trúng bia đâu, nhưng mình bắn 45 độ mình đang trải nghiệm cái cây ná của mình. Yeah. Lên. Đó diễn anh coi. Bắn một phát lụm coi. Mình bắn ở ảnh góc nha các bạn. Mít. Mít. Rồi. 6 bằng 6 nhiêu? 18. 18 rồi, 180k rồi. Trời ơi trời, kỹ thuật rồi các bạn ơi. Thấy vậy chứ bắn dở quá. Trời ơi, hụt luôn rồi. Ê, rồi đủ chưa, nghỉ được chưa? 36-18. Vậy rồi bắn trước luôn nha, bắn trước luôn nha. Rồi cái này hết cái tôn, quay lại hết cái tôn này. Quay. Để tao đi tôn đầu. Rồi tiếp, tôn đầu tiếp, kế tiếp nha các bạn. Quay nè. Mình nãy giờ bắn dở quá các bạn ơi. Mình cũng dẫn theo 45 độ theo cái phong cách full nha các bạn. 180 như thùng bia rồi đó. Giờ kìa. Mày cái gì hoài không mà. Bây giờ đây 20 nữa nè. Cóp. Trời ơi, cái gì nữa đây, viên này trúng nè. Mà tưởng tượng đó là con cò đấy. Ai? Ai? Bắn thì vô liền chứ không cho mà ngồi nhắm bắn nha. Người ta đang thi mà mày lại anh làm kỳ quá. Chích con đĩ ngợ nó rồi. Rồi thấy là 90% mình được 80k rồi đó. Nó 60 giờ lên 80 rồi nè. Ô la la. Rồi hụt luôn. Trời ơi 45 độ cái gốc dở quá các bạn ơi. Đi. Đây. Rồi tới mình bắn đi mình. Rồi đó mình thua rồi các bạn ơi, mình ký danh sách là mình 80k rồi đó. Rồi tới anh này nè, anh này anh hụt là 80k mà anh trúng là anh chỉ 60 thôi. Viên đầu thôi, một viên một mà hít sọt thôi chứ. Bắn 45 độ thế vậy chứ khó canh lắm các bạn. Nói thiệt chứ bắn 45 độ góc của mình á. Ê xem trúng. Y như vậy nữa.
Gốc 90 các bạn canh dễ lắm, mà gốc 45 độ cự ly khoảng là 10 đến 15 mét các bạn bắn ok đó. Chứ mà cầm xa bắn khó lắm các bạn. Trời ơi, xem chung. Siêu nữa, siêu nữa. Rồi đó. Hai lon, hồi tôi bắn hai lon có một lon phải trúng rồi. 80k. Vô đi. Bắn cái lon đang bắn á cha. Miễn trúng là nghe cỡm được. Thôi. Nghe cỡm giống vậy nè. Ừ. Anh này anh bắn ra cái full show me các bạn. Rồi hột cá, bà nghe là 80.000 quá không? Dạ, 80.000 quá không? Rồi tới anh Hải Sagan nè, anh Hải Sagan nè, anh đưa lên nó muốn cái bùm, anh mua lên bắn cái bùm nè các bạn. Mít. Trời ơi. Trời ơi, anh này anh chơi ăn gian nội ơi, bắn cái lon ngoài. Không có tính bắn cái lon trong, bắn cái lon ngoài mới tính. Trúng rồi, hụt rồi. Anh bắn cái lon ngoài á, đừng có ăn gian. Ừ, thấy không các bạn, ăn bắn sạc canh đó các bạn. Sửa bỏ ra 20.000 hay là một phát bắn rồi buông đạn cái mất 20.000. Vậy là hồi chút xíu, vậy là đạn mình cầm tay á thì còn nguyên. Đó. Rồi, hụt. Bắn lon ngoài, bắn lon ngoài. Ơi khỏi chúng. Bắn cái lon ngoài, anh đừng có ăn gian. Mấy mẹ ăn gian khỏi rồi. Rồi, hụt rồi. Vậy là người 80k phải không? Vậy hồi chúng bắn cái tô này, nữa rồi xong là đi ác sành phải không? Rồi sao? Giờ bắn tôi. Bắn cái tô này cuối cùng là phải không? Là ngượng sĩ á các bạn ơi. Cái đó đừng, anh đừng có ăn gian. Anh ăn gian bắn cái lon ngoài á, tự nhiên anh đợi bắn lon ngoài mà anh trúng cái lon trong rồi anh đợi ăn gian nó trời hình hãng đẹp trai không mà anh gian thấy sợ luôn các bạn. Đó. Bây giờ người sắp nè. Rồi hãy bắn trước luôn đi. Bắn trước đi. Cho cái thằng ăn gian bắn trước luôn nè. Cái thằng nào ăn gian cho bắn trước nè, bắn đi nhanh lẹ. Vô mình. Vô đây à, đây tôn cuối cùng nha các bạn. Đợt tôn cuối cùng là ngồi mình xin lệnh ba sĩ mua một thùng bia với một con gà anh em như ắt xanh overnight khi cuộc sống gặp sinh mùa Covid. Covid và Vĩnh Long rồi mà mình chơi cho hết mùa Covid luôn các bạn ơi. Lẹ lắm anh ơi. Trời ơi. Rồi, cái nửa trúng y vậy luôn. Lon nó chạy rồi. Trời ơi. Bắn này bắn cầu bay luôn anh em ơi. À, đó. Hồi thấy y thịt vậy nha. Ai lon đó hả? Không biết. Bắn trúng cái lon ở đây là lượm tiền á ông nội ơi. Bắn trúng cái lon đi. Hãy mày. Chút xíu nữa mà tạt. Tạt nước là độ một cái bo mà tí tiền rồi. Cái điên nó đấy xém trúng mày. Không công nhận mẹ bắn hay thiệt mày. Ai anh Minh đúng rồi, bắn hay quá các bạn ơi. Rồi, mít. Ừ mít nha. Rồi xong nha. Anh là 100k rồi đó nha. Xa quá ai bắn. Ừ đó vậy thôi chứ trời ơi. Rồi giờ cự ly cỡ này cũng khoảng là còn 1, 2, 3 cũng khoảng là 12 mét nè các bạn. Rồi bây giờ tôi gịch con mềm bịp nha. Rồi bắn đi các bạn ơi nè anh các bạn coi anh okay. Chết bà đó rồi, thôi làm phát nữa đi, hai phát nữa đi, làm cho hai phát luôn đi. Trời ơi chi gì ơi. Thôi gùa. Trời ơi, đâu làm cái nữa coi. Trời ơi, khoảng 12 với 15 mét tao bắn hai phát rồi, làm chút cái nữa coi. Không không mà vậy là ăn tiền rồi, tới tôi không nội không nội. Thì bắn đi, liền cái lon khác. Rồi, chưa mà, chìm vậy mà. Thấy không? Anh em thấy không? Trời, hay quá. Mình bắn gốc 90 là mình khỏi nói là bắn là trúng, mình chỉ bắn gốc 90 cho các bạn coi nha. Hốt. Bắt đầu á. Bắt đầu nó có gì cái đầu đâu. Không mà viên này trúng nè, tại vì bắn gốc 90 mà. Hai. Ủa bắn gốc 90 hay quá. Rồi có người à. Một viên đạn này giá 20.000 nè. Viên đạn chỉ giá 20.000 đó các bạn ơi. Hay quá. Rồi vậy là hai cái bắn không? Vậy là anh 80 là tôi 100 rồi anh kia 100 đủ thùng bia rồi các bạn ơi. Rồi vậy rồi. Rồi bây giờ là anh em mình dọn bãi chiến trường để anh em mình chập hai là ác sành cái chỗ người 80 người 100 nè đó. Trời ơi hai người bắn hay nhất trường. Anh xem cuốn đi, tao không giữ này đâu. Hai người bắn hay nhất trường thua, hai người bắn dở thì thắng. Ai ơi. Thôi bây giờ mình kết thúc rồi các bạn.